màn hình cảm ứng bằng sáng chế mới của apple hé lộ mẫu macbook màn hình cảm ứng có thể được hãng ra mắt thời gian tới táo khuyết từng nhiều lần phủ nhận việc hãng đang phát triển mẫu macbook màn hình cảm ứng tuy nhiên một bằng sáng chế được tiết lộ mới đây cho thấy có thể apple đang phát triển mẫu macbook này bằng sáng chế được nộp lên cục sở hữu trí tuệ hoa kỳ mô tả về một tính năng mới của thế hệ macbook trong tương lai apple mô tả một smartphone và máy tính sách tay được trang bị màn hình cảm biến đa điểm với các nhãn và mô tả tương ứng cho các tác vụ có thể thực hiện trên màn hình của hai thiết bị trước đây Greg Federighi, phó chủ tịch cấp cao của Apple cho biết, hãng này đã quyết định không sản xuất máy MacBook màn hình cảm ứng. Lý do là vì cách thức đưa tay lên màn hình để thực hiện các tác vụ sẽ mất nhiều thời gian hơn so với việc thực hiện các thao tác trên máy Mac hiện nay. Điều đáng lưu ý là bằng sáng chế cũng tiết lộ một chức năng đa nền tảng mới, cho phép người dùng có thể sử dụng hai hoặc nhiều thiết bị của Apple cùng lúc tương tác được với nhau. Vậy người dùng có thể chọn một hình ảnh trên MacBook rồi chuyển nó sang iPhone dễ dàng này đồng nghĩa với việc nhiều thiết bị có quyền truy cập vào dữ liệu được lưu trữ trên bất kỳ thiết bị nào cùng hệ sinh thái. Tuy nhiên, với những gì bằng sáng chế này thể hiện, công nghệ này hoặc cần phải tốn thêm nhiều thời gian để hoàn thiện hoặc nó chưa hiệu quả về mức tiêu thụ điện năng. Vì thế, một chiếc MacBook màn hình cảm ứng sẽ khó có thể ra mắt trong tương lai gần.